ăn rồi, không chơi bời gì. Thật vớ được một đứa con dâu mà đến bây giờ thời điểm này là hơi khó, như mình hiếm mẹ của quý hiếm. Nó chả chơi tung rời lên rồi, nhất là nó có tí nhan sắc. Nói thật, nâu mới đứng ở đấy nó nuôi con cho cháu cho các ông bà, kể cả con nó. Chị nói thật đầy nhớ, chắc tay chứ đứng lên, cứ bà hai tay lên, thở ra chồng gối đu căng luôn thì sợ. Cái bà kiện cao hai chân, thở vào cũng vậy. Chắc mai là nghỉ nhé, mẹ quên rồi. Chưa phải là sau kỳ đứng mất rồi. Thở hai tay lên căng lên nhà sau. Cứ vào lên thẳng. Thở chắc tay chắc một cài. Thở ra xoay người sang bên phải. Hít vào hai tay lên căng lên. Bên chỗ chồng em, ở à, bên chỗ thằng yêu em nó có nhận người làm không? Thở vào. Đợt này nó đang thừa nhiều lắm, kiểu hối hết mùa du lịch cái chị. Ừ, thở hạ chân trái sang chân phải, bên tay trái ở đâu luôn có muốn bán hàng tạp hóa cái ở đâu này. Rồi chị? Đây ngay trên này chị đưa, chị đang thuê lương nghỉ 5-6 triệu thôi. Thở bước chân trái sang chân trái, giữ đốt chân chỉ bán hàng thôi. Thế vâng con chân phía sau. Thở bước khởi tay. Nhưng mà nhà chị đắt hàng mệt mỏi đấy. Thế con quăng cho mình. Thả quần chặt con. Con này bán bánh kẹo ấy. Thả quần nó lại chặt chán. Thế con này. Thả quần nó vừa chán chặt sàn. Mày thấy cái đồng lương ở Việt Nam bây giờ nó chỉ được thế thôi không ạ? Đúng rồi. Hai, con này.